Hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà loại thức ăn vô cùng bổ dưỡng cho mấy con cún nhà mình. Đó là lòng dê. Là bộ lòng dê bao gồm là cái khăn lông nè, rồi tim nè, phổi nè, gan. Đó, rồi mình sau khi mà mình rửa sạch, rồi mình trụng qua nước sôi, trụng sơ qua nước sôi, rồi mình sẽ sắc nhuyễn, rồi mình để trong cái mấy cái bịch. Khi nào tụi nó ăn cái mình bỏ chiết ra cái nồi nhỏ, mình chiết ra khoảng 2 nắm tay, rồi mình chế nước vô, mình nấu lại, mình trộn với cơm cho tụi nhỏ ăn. Đây là loại thức ăn bổ dưỡng do thằng em mình ở nhà nó mần dê, nó có bộ lòng dư ra mình tận dụng. Ăn cái này nó đỡ tốn kém hơn là ăn thịt gà với thịt thịt nạc, thịt hạt bằm. Đây là cái khăn lông nè. Sau khi mần dê xong rồi có cái bộ lòng này, ở dưới bắt đầu nó bỏ vô nước sôi, nó luộc sơ qua. Xong cái nó đem về đây. Cái đây mình mới bỏ tủ lạnh, khi nào cần nấu mình lấy ra mình sắc. Sắc nhuyễn vậy nè. Khi nào mà cho ăn á, cái mình mới múc ra hai giá lớn á, giá giống múc canh á, múc 2 giá, xong rồi mình chế ra một cái chế một can nước vô, cái mình nấu sôi lên, mình trộn với cơm cho tụi nó ăn. Vừa ăn vừa bổ mà vừa rẻ nữa. Cái này nấu bỏ nước vô nhiều, nấu chan với cơm rồi nó ăn dữ. Cái nước, cái mùi nước đó, có nước, có cái mùi dê nó cũng ăn, không có thịt nữa. Cái này mình ăn cũng rất là ngon. Cái này là mình làm sạch sẽ, mình thử với rượu với gừng á, mình làm sạch sẽ rồi mình nấu nấu với sả hoặc nấu cà ri với khăn lông này nè, ăn rất là ngon, hoặc mình hấp cũng được. Nếu mình sắc nhuyễn của tụi nó ăn thì mà của mấy con chó nó ăn thì nó không có cần phải làm kỹ như người mình ăn, thì mình cần phải rửa rượu với gừng. Còn tụi nó thì tụi nó chỉ rửa sơ sơ rồi cái mình luộc chín là ok. Cái này khoảng 2 tuần đấy, mình bắt đầu mình mới sắc. 2 tuần là mình hai lấy 2 bộ lòng đó mình sắc, mình để vô cái nồi lớn một cái bịch đó, nào ai nó ăn cái bắt đầu mình lấy ra mình nấu. Đây là cái đây là cái phổi nè, cái trái tim nè, cái tim dê nè, phổi, 2 lá phổi nè đó. Còn đây là gan dê nè, được rồi, mình nó luộc sơ qua cho nó không còn máu me nữa, luộc sơ qua chín là cũng gần chín luôn rồi đó, cũng chín luôn rồi đó, ăn được rồi đó. Nhưng mà khi mình cho nó ăn mình phải nấu lại cái nữa. Bây giờ mình sắc nhuyễn ra. Cái này là luộc hơi chín rồi đó, mình sắc nhuyễn nè. Mình có thể mình bỏ thêm mấy mua cải, lá cải á, ba cải dụng á, giờ mình sắc nhuyễn ra mình nấu chung với này, nó có rau nó ăn chung với thịt với rau luôn. Mê lắm, mình năm này nó ăn mê lắm, nó ăn dữ lắm, thích lắm. Chung một cái nồi hỗn hợp đó. Ở đây là mình vô sẵn cái bịch vậy nè, mình bỏ vô cái nồi để mình nấu.
thì cái phần còn lại mình để vô bịch, để khi nào mà hết trong nồi, trong nồi hết thì mình lấy trong bịch thì mình bỏ ra cái nồi mình nấu tiếp. Rồi từ cái nồi đó đó mình mới, mỗi lần cho ăn mình mới chiết ra hai giá, mình chiết ra hai giá qua cái nồi nhỏ, để cho nó ăn, nấu cho nó ăn. Mỗi bữa ăn là mình nấu chiết ra. Đây là tim dê nè. Tim dê. Xong mình sắc nhuyễn rồi bỏ vô bịch với lại bỏ vô trong nồi mình để tủ lạnh. Lúc nào nó tới bữa ăn của nó cái mình múc hai giá rồi mình bỏ cái nồi nhỏ. Để ra cái nồi nhỏ là cái mình chế một ca nước vô để mình nấu sôi lên, là mỗi lần ăn mình trộn với cơm nó men vô với lại cái chất với lại cái cốm canxi á, là dùng có chất canxi thì vì nó ăn xương á, mình mua cái cốm canxi mình trộn lên. Cái này mình làm rất là nhẹ nhàng. Một bộ lòng dê anh em mình nó bán 35.000. Rồi tính ra một tháng rồi nó ăn 4 bộ lòng, ăn tối đã 4 bộ lòng dê là chưa được 200.000. Có tốn tiền gạo á, tiền gạo tới 13.000 ký mà một tháng nó ăn tới cỡ 40 ký rồi. Tại nhà nuôi tới 11-12 con. Mình thương mình nuôi nhiều, nó đỡ đem bán là thấy nuôi tốn kém gì cũng nuôi. Và sau này có sinh sản thì mình bán có con mình bù lại. Nó lấy xong một bộ lòng rồi đó. Nó một bộ lòng đây.